Hello các bạn. Ở video này thì chúng mình hãy cùng trải nghiệm một cái sự kiện mang tên là Bảo tàng kỳ diệu đi. Và đối tượng của sự kiện lần này chính là cô nàng Bạch Dương đây. Hình ảnh một cô gái bại liệt nhưng vẫn kiên cường trước sóng gió cuộc đời, vẫn trẻ trung xinh đẹp. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào chơi nhá. Đầu tiên là khám phá cái bản đồ này. Và đầu tiên vào phòng hóa thạch này. Đây là các trang phục của những kỳ trước đây. Trang phục khủng long xanh này. Đấy. Còn đây là kiểu cung thanh bình đợt trước đây. Không biết là chị em đã full mấy bộ đồ này chưa nhỉ? Còn đây, đối tượng mới nhất của chúng ta chính là cung Bạch Dương. Còn những cung khác thì từ từ game nó sẽ mở dần dần chị em nhé. Các bạn cung khác cứ bình tĩnh, chúng ta cứ nhẹ nhàng thong thả thôi, không phải nôn nóng làm cái gì. Nào, bây giờ vào chiến tham quan đây. Nick của mình thì mình đã chơi đạt S hết rồi. Mỗi ngày thì sẽ qua các lượt miễn phí. Nói chung là cách chơi của cái sự kiện này thì nó cũng nói ra nó hơi lằng nhằng một tí. Kiểu như trong mỗi chòm sao sẽ qua các hệ tinh thạch, rồi trong các hệ sinh thạch sẽ qua còn cái gì đó. Nói chung là chốt hạ là nếu mà liếm được cái bộ đồ này ấy, thì chúng ta cần mất 2790 kim cương chị em ạ. Đấy. Nào vào chiến. Đầu tiên là hải đầu tiên này. Bắt đầu. Nhìn kìa Licky, có một bức tượng lớn ở đây. Ây chà. Mà đâu tượng đâu? Chả thấy bức tượng nào cả. Trông như thiếu nữ xinh đẹp, có một chú cừu rễ thương bên cạnh cô ấy. Đây là chuyện làm về chủ đề Bạc Rương thẳng thắng, nên lối vào mới có tượng của nữ thần Bạc Rương. Đấy, chị em thấy tôi Việt sắp có tâm không? Cực kỳ là có tâm luôn. Giọng nhân vật nào? Lòng giọng nhân vật đấy. Chào mừng đến với triển lãm Bạch Dương. Thôi. Thôi thôi thôi. Vượt nhanh, không có thời gian thời giấc mà đọc cái cốt truyện làm gì. Đồng ý. Nhắc nhở xem nào. So tài phối đồ phong cách cổ tích. Ai chà. Thế mình tìm chủ đề cổ tích thôi, có gì đâu. Vượt cái này nó cũng dễ mà. Đấy, tóc thì lắp tặng một cái tóc này. Đầm thì cho công chúa sứa đi, cho nó rực rỡ. Đấy. Khoác thì cũng chơi bộ sứa đi. Cái bộ sứa này ngày xưa khu thi đấu, à cái khu bình chọn hơi bị hot đấy chị em ạ. Không biết là chị em có chơi ở cái thời đấy không, cái 1-2 năm đầu ấy. Cứ mặc bộ váy sứa là auto được lên top. Thôi thì làm đôi giày đi nhỉ. Không có giày kiểu giày sứa nhỉ. Thôi thì giày bướm. Làm cái mặt đỏ đỏ cho nó máu. Mặt này ra đường là dễ bị ăn đấm lắm đây nè. Đấy, thế thôi. Kỹ năng thì mình cho mỉm cười đi. Miễn khắt khe đi. Mi gió. Và ngủ mê. Mình thì là một thằng đàn ông khá là ga năng, tốt bụng. Nên là mình không thích chơi cái skill khắt khe cho lắm. Mỉm cười đầu tiên xong du nó ngủ. Đấy. Xong là khắt khe miễn. Đấy. Chị em thấy tôi thế nào? Cái trình độ đi skill của tôi ấy, nó là huyền thoại đẳng cấp rồi. 6 năm chơi game mà lại
tạt ép dễ dàng ngay. Thì cũng phải nói thật với các bạn là dạo này mình bận túi bụi, không có thời gian làm video, không có cả thời gian vào game luôn các bạn ạ. Có khi phải một tháng mình vào chỉ vào game được 1-2 lần ấy. Chòm sao của Nikki là sinh ngày mùng 5 tháng mùng mấy nhỉ, quên xưa rồi. Đến ngày sinh nhật của Crush mình còn không nhớ chứ nói sinh nhật Nikki. Hình như là mùng 6 tháng 12. Tháng 12 là nhân mã này. Người ra đời vào mùa nào có thể là Bạch Dương? Bỏ mẹ rồi, cung Bạch Dương thì mình làm gì biết nhỉ? Cung Bạch Dương sinh ngày bao nhiêu? À, sinh tháng bao nhiêu chứ nhỉ? Sinh tháng bao nhiêu? Các bạn đợi tí mình Google nhé. À, tháng 3 đến tháng 4 các bạn ạ. Tháng 3, tháng 4 thì là mùa... Tháng 3, tháng 4 là mùa mấy nhỉ? Mùa hạ thì không biết là... Thôi các bạn lại chờ mình Google phát lửa. Tháng 3 là mùa gì ấy? Xuân, hạ, thu, đông. Thôi thì cứ chọn mùa hè đi. Cái định mày. Thuộc tính chòm sao Bạch Dương là chòm sao lửa, nước, chòm sao khí, chòm sao trời. Thôi con lạy bố, con lạy bố game. 12 năm con đã phải trả lời cái đáp án này, từ bài kiểm tra 60 phút đến bài kiểm tra 15 phút, đến cả bài thi học kỳ rồi. Giờ con vào game là để thư giãn, để ngắm các bộ đồ, chứ không phải để chơi trắc nghiệm. Lạy bố. Thôi thì chòm sao trời đi. Cắm lọ. À mà trả lời sai không bị mất lượt nhé. Thôi thì chúng ta cứ quất bừa nhé. 12 chòm sao hoàng đạo nghĩa là nghĩ là chứ. Bố cái thằng Việt sắp. Cung mặt trăng, cung chòm chòm sao Thái Dương đi. Bố nào lại cho cả chòm sao Mu Mu. Đấy, đúng ngay. Còn câu cuối này. Chòm sao nhóm mình nghĩ là không phải lửa đâu, bởi vì Bạch Dương làm gì nó có lửa nhỉ. Chòm sao nhóm nước, nước đi nhỉ. Cái định mệnh. Xem bói pha pha học từ ai? Mình đang phân vân giữa nữ chiêm tinh và thầy bói mặt trăng đây nè. Thôi thì làm phân nữ chiêm tinh nhỉ. Đấy. Thế là xong rồi, đạt S ở đâu? Lắm lộ. Hệ sao đa dạng à? Đây, cái này chúng ta sẽ quay đây. Khi mà chúng ta quay được hai món ở trên thì chúng ta sẽ được lệch sang một quay khác. Đấy. Nào, bây giờ mình thử mở vận may phát nhé. Lọ. Đây xem nào. Mình không đủ tinh thạch rồi. Thôi chỉ mua thêm. Ơ. Không 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 cho vượt nhanh nhỉ. Mình lười trả lời lại quá các bạn ạ, nó không cho vượt nhanh. Nếu mà được vượt nhanh ấy thì mình mua thêm lượt rồi mình lật cho nó sướng tay. Với lại để đỡ tốn thời gian ấy, nhưng mà nó không cho mua thêm rồi. Đây, đây là các trang phục đây. Trong cái khu này thì sẽ có một cái cài tóc và một cái vớ. Kèm theo đó là vàng, kim cương, tim, thẻ sao, giày. Thôi có lẽ là mình làm video đến đây thôi các bạn ạ. Chứ mà
chơi hết đống này thì chắc phải 30 phút đấy. Thì tốn thời gian của chị em. Mình tin chắc là chị em không bao giờ xem video của mình đến hết 30 phút đâu. Đấy, cho nên là thôi, tốt nhất là mình dừng. Nói chung là video này thì mình chỉ muốn ngoi lên mình chém gió với chị em là chính, chơi sự kiện là phụ. Thì nói chung là với mốc giá 2.700 kim cương cho một bộ đồ cung bạch dương như thế này thì không biết là mọi người có định liếm không nhỉ? Chắc là các bạn thuộc cung bạch dương thì sẽ full bộ đồ này rồi. Còn các cung khác thì mình không biết. Để mà khi mà có thời gian ấy thì mình sẽ vào game mình lấy lại bộ này sau các bạn nhé. Còn cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Goodbye, see you again.